xuất hiện chàng trai mặt dày hơn chiếc thất, quyết tâm tán cô dược sĩ đến khi nào đổi mới thôi. Mới đây, mạng xã hội Top Top xuất hiện màn tán gái cực kỳ ảo ma Lazada của một ông anh si tình. Theo thông tin từ các đài truyền mồm, thanh niên này ngày nào cũng đến nói những lời thả thính gây sát thương cực mạnh với cô dược sĩ trẻ. Ban đầu thì có vẻ hơi khó nhưng các cụ đã có câu, mặt dày mới tán được gái. Vì vậy, những lần thả thính gần đây có vẻ như đã lấy lòng được cô em gái cực xinh. Cảm ơn! Cảm cúm gì uống gì? Còn lại là anh ạ. Ô thế anh bị cảm nắng em thì giàu cái gì nhỉ? Uống ánh mắt nụ cười của em nhá. Em ơi, hôm nay anh đi trên đường ấy, thấy thời tiết nó âm u ấy, nên là anh sẽ về để thấy nụ cười của em ấy. Nụ cười em giờ là nắng cho anh đêm mơ màng, phố đêm yêu thương bay xa. Em ơi, ra anh bỏ cái này. Anh quay gì đấy? Tặng em này. Anh có lấy gì không? Có, anh muốn lấy trái tim em. Đó có phải là yêu hay không? Tại sao lòng anh lên tự hỏi? Đó có phải một mối quan hệ là không lên lâu đài? Ra anh bỏ cái này. Tặng em này. Em đưa anh không anh để gì không? Bán cho anh một vỉ tiếp khi thắng vào trái tim mèo. Dù lời nói có là gió bay, anh vẫn mong giờ này chúng ta trở thành của nhau. Viva 24 giờ cảm ơn bạn đã xem. Hãy tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo từ chúng tôi.